Thưa quý vị, thưa các bạn, để đảm bảo mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đang tích cực các nhiệm vụ được giao để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là hoạt động lưu thông, tiêu thụ nông sản cho các địa phương vùng dịch. Để triển khai hỗ trợ lưu thông hàng hóa nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản yêu cầu các địa phương và hệ thống phân phối thực hiện việc đảm bảo lưu thông hàng hóa và đẩy mạnh tiêu thụ nông sản. Bên cạnh đó, trước khó khăn trong tiêu thụ nông sản trong vùng dịch, Bộ Công Thương đã kết nối các doanh nghiệp phân phối lớn thông qua Sở Công Thương phối hợp với các địa phương thúc đẩy tiêu thụ nông sản có sản lượng lớn đã thu hoạch nhưng gặp khó khăn về thị trường. Đặc biệt, ngay sau khi tỉnh Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2021, Bộ Công Thương đã làm việc trực tiếp với các hệ thống phân phối lớn tại phía Bắc như Central Group, Vincommerce, BRG Retail, chuỗi siêu thị MM Mega Market để thu mua nông sản bảo đảm an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh hiện đang vào mùa thu hoạch từ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp của tỉnh Hải Dương. Khi mà dịch Covid quay trở lại đợt 3 thì Cục Xúc tiến Thương mại đã chủ động là liên hệ, đặc biệt là tỉnh Hải Dương, kết nối các trung tâm xúc tiến thương mại nhằm tăng cường cái thông tin cũng như là các đầu mối mà có thể là tiêu thụ được sản phẩm nông sản của địa phương. Cục Xúc tiến Thương mại cũng sẽ vào cuộc phối hợp với lại Liên minh Hợp tác xã rồi thì Hội Nông dân Việt Nam vận động tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cho bà con nông dân và các chủ trang trại là phải khẩn trương nhanh chóng thành lập những cái hợp tác xã, chuyên ngành ở những cái vùng chuyên canh để mà có thể là tạo ra được một cái khối lượng sản phẩm lớn hơn với một cái chất lượng ổn định hơn. Hiện tại chúng tôi đang tích cực phối hợp với lại Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để cùng đồng hành cũng như là hỗ trợ bà con ở khu vực vùng dịch, nhất là đặc biệt là Hải Dương. Thì tính đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đang nhập của các hợp tác xã Hải Dương là khoảng 7 đến 8 tấn nông sản hàng ngày. Chúng tôi đều thực hiện rất là nghiêm ngặt các cái quy định cũng như hướng dẫn từ Bộ Công Thương hay Sở Công Thương thành phố Hà Nội, cũng như là phối hợp với Sở Công Thương của tỉnh Hải Dương. Do vậy là tất cả các sản phẩm khi được bày bán ở trong các hệ thống siêu thị Bixi và Go thì đều là những sản phẩm chất lượng tốt và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng dịch. Nhằm hỗ trợ tạo điều kiện cho việc lưu thông xuất nhập khẩu, tiêu thụ hàng hóa, nhất là nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, nông sản tại các địa phương có dịch COVID-19, không để ách tắc trong khâu giao nhận, vận tải, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, Bộ Công Thương đang tiếp tục đẩy mạnh, triển khai các hoạt động kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa nói chung và các mặt hàng nông sản nói riêng tại thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời, Bộ Công Thương cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế có hướng dẫn thống nhất về lưu thông người, hàng hóa, phương tiện giữa địa phương có dịch với các địa phương khác, tránh việc mỗi địa phương tự áp dụng một cách như hiện nay, chỉ đạo và huy động các đơn vị có năng lực xét nghiệm COVID-19, hỗ trợ các tỉnh có dịch COVID-19, bảo đảm phục vụ tối đa nhu cầu xét nghiệm của đội ngũ lái xe, áp tải hàng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn quy trình sản xuất nông lâm thủy sản bảo đảm phòng chống dịch bệnh, đủ điều kiện lưu thông phân phối tại thị trường trong nước và xuất khẩu, chỉ đạo hướng dẫn các địa phương sản xuất, nuôi trồng các loại nông lâm thủy sản phù hợp với nhu cầu và khả năng tiêu thụ trong bối cảnh dịch bệnh. Đối với các địa phương, thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 16 CTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020, chỉ thị số 05 CTTG ngày 28 tháng 1 năm 2021, quyết liệt triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ lưu thông hàng hóa, đảm bảo các phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của nhân dân được lưu thông thông suốt, cam kết không để tình trạng ngăn sông cấm chợ diễn ra trên địa bàn. Tôi đồng ý là các địa phương, nhất là khu vực có cảng như Hải Phòng, đảm bảo lưu thông hàng hóa bình thường, biện pháp thông thoáng, chủ động phòng chống, không ngăn sông cấm chợ. Và yêu cầu ngay lúc này đây, công chí cho một quy chế giữa ba bộ để có thể thực hiện cái chủ trương lưu thông hàng hóa bình thường, nhất là các vùng kinh tế trọng điểm Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh. Thứ hai là bên cạnh tích cực chủ động sản xuất phải an toàn, không được chủ quan, chúng ta yêu cầu các cấp các ngành trong cả nước, các doanh nghiệp đảm bảo sản xuất kinh doanh để phát triển kinh tế mạnh mẽ, kể cả kinh tế dịch vụ trong số lĩnh vực. Tùy tình hình ở địa phương, các địa phương ban hành những chủ trương biện pháp này. Không có tình trạng phải đóng cửa, khoanh vùng, v.v. nếu như chúng ta kiểm soát được dịch tốt.